Hôm nay đây là cái hướng dẫn các bạn cách chúng ta lên một cái liệu trình, một cái lộ trình chăm sóc da nám tại nhà trên một nền da hỗn hợp, da dầu đấy, hoặc là cơ địa có mụn, đặc biệt là những cái nền da sần sùi và nám mà dùng những cái sản phẩm quá mạnh, những sản phẩm quá mạnh mà không đỡ, hay là da mình bị breakout thì bây giờ cũng có thể là dùng cái phác đồ mà được. Thứ nhất là như này, khi mà bị nám ý, thì điều số 1 đó là da các bạn thường hay bị nhạy cảm và kích ứng, thì cái phác đồ này nó sẽ là phác đồ dịu nhẹ và khá là êm dịu nhá, rất là êm dịu, phần lớn là sẽ giảm được nguy cơ kích ứng. Rồi điều thứ hai là cái lộ trình này là lộ trình từ từ chứ nó không nhanh, tức là các bạn mong muốn một cái gì đó mà bôi vào một tháng nó phải đỡ, một tháng nó phải mờ thì nó không hợp, cái lộ trình này là chậm. Điều thứ ba thì đây là cái lộ trình mà combo, tức là nó vừa bôi vừa uống chứ không phải một đường, bởi vì là nếu như một đường thì mình sẽ mất đi một cái cơ hội điều trị. Đấy, một cái cơ hội mà giúp cho mình cải thiện. Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của bác sĩ Lưu Trung Hiếu. Bản tin chia sẻ về cách để bạn khỏe hơn, đẹp hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày. Rồi thì không để các bạn đợi lâu nữa thì đầu tiên như sau. Thứ nhất đó là về đường bôi trước. Thì buổi sáng các bạn có bước như sau, các bạn cùng nhau comment nhé. Bước 1 này, buổi sáng sẽ là tẩy trang hoặc rửa mặt đều được nhé. Tẩy trang hoặc rửa mặt. Sau đó là serum B5. Nhá, bước 2 là B5. Bước tiếp theo, bước số 3 là dùng cái niacinamide. Đó, trong cái lộ trình này bác sĩ sẽ dùng niacinamide và avutin để làm gì? Thì khi mà da nám ấy thì cái nia thì nó khá là dịu nhẹ, nó sẽ giảm cái nguy cơ bị kích ứng hơn. Nên bác sĩ sẽ dùng cái nia 10%. Đấy, thì đây là một cái sản phẩm bác sĩ dùng. Đây là niacinamide 10%. Cái lọ này là dung tích 30ml. Trung bình mình dùng cái lọ này thì một lần là khoảng 0,5 đến 0,8ml, thì trung bình khoảng 1 tháng rưỡi nó sẽ hết một lọ nhá. 1 tháng rưỡi. Bạn nào mà dùng tốn thì một tháng, và trung bình là một tháng rưỡi đến hai tháng hết, nó cũng khá là lâu chứ không phải nhanh đâu. Rồi là buổi sáng. Bước số 4 là các bạn bôi dưỡng ẩm, và bước số 5 là kem chống nắng. Đó thì buổi sáng mình sẽ có 5 bước nha. Đó, nhắc lại này, bước 1 là tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt, bước số 2 là cái serum B5, bước số 3 là niacinamide, bước số 4 là dưỡng ẩm, và bước số 5 là kem chống nắng. Dưỡng ẩm và kem chống nắng mà xíu không đề cập ở đây vì các bạn có thể là dùng những cái mình đang có sẵn rồi, mà thấy ổn thì dùng tiếp. Và lưu ý là cái bước dưỡng ẩm mình có thể lược bớt được, còn bước kem chống nắng thì mình có thể là mình bôi luôn. Đấy thì buổi sáng mình cứ bôi mỗi bước cách nhau 1 phút thôi. Đó, ok. Lưu ý là cái B5 là phải bôi trên nền da ẩm nhất, da khô bôi là không tốt, nó sẽ làm căng rát da. Và tại sao lại là B5 chứ không phải là dùng HA thường? Thì trong cái chu trình mà chăm sóc da nám ấy thì cái B5 nó sẽ giúp làm giảm nhạy cảm. Thì đây là mình xong buổi sáng. Thì tiếp theo là cái combo uống. Thì như này, nếu như bạn nào mà không có điều kiện lắm thì mình có thể dùng combo uống. Đây là cái cysteine. Thì đối với lộ trình này, một lọ này là 60 viên. Đây là cái cysteine 500ml. Thì cái lọ này là 60 viên, mà mỗi ngày mình dùng khoảng 4 viên thì 15 ngày là hết một lọ. Thì cái lộ trình của nó là 2 tháng đầu tiên mình uống là 4 viên và với 1 viên C. Đây là lộ trình đầu tiên 4 viên, thì trung bình là trong 2 tháng. Còn nếu bạn nào mà dùng cái liệu trình mà nó rút gọn, tiết kiệm, thì mỗi ngày 2 viên thì 1 tháng hết một lọ. Còn trung bình là 1 đến 2 lọ một tháng. Thì một lộ trình là mình sẽ mua combo là 3 lọ nhé, 3 lọ này với một lọ C là mình sẽ xong một combo lộ trình. Thì buổi sáng nhắc luôn, với cân nặng mà các bạn dưới 50 cân, trung bình là khoảng từ 50 cân trở xuống, thì bạn uống khoảng 2 gram một ngày là maximum nhé, chứ đừng uống nhiều hơn. Đó. Thì cái viên uống cái này thì lưu ý này, cái này thì đau dạ dày vẫn uống được này, hay là quan đến các u cục này các thứ thì vẫn uống được, không liên quan đâu, vẫn uống bình thường. Và thứ hai là có thể uống lâu dài được, riêng cái thằng cysteine uống lâu dài được. Còn bạn nào mà muốn nâng cao hơn và có điều kiện kinh tế tốt thì có thể chuyển cái thằng cysteine này sang cái glu. Nhưng glu thì không nói tên full, bởi vì ở trong Facebook bây giờ nó cấm cái đấy, cấm từ đấy mình không dám nói, nó là bị chặn Facebook mình không dám nói. Thì nó là một cái dẫn xuất cao hơn, đó là cái glu, glutathione đấy, nói thế sai từ tiếng Hà đi không dịch được, glutathione đấy. Thì là nó sẽ cao cấp hơn cái cysteine. Đó thì mình có thể thay thế. Rồi thì mình tách ra nhé. Buổi sáng mình sẽ uống combo là 2 viên đỏ này và 1 viên vàng này. Đó. Sáng là 2 đỏ 1 vàng, tối là 2 đỏ là xong. Đó. Nhắc lại nhé, sáng là uống 2 viên đỏ này với 1 viên vàng này, rất là dễ hiểu nhé. Tối là uống buổi trưa, buổi chiều đấy, bác sĩ hay lười thì mình uống buổi tối. Thì tối là 2 đỏ hoặc chiều 2 đỏ là xong. Rất là dễ nhớ nhé, sáng 2 đỏ 1 vàng, tối là 2 đỏ là xong, rất là dễ nhớ. Rồi, thì combo uống này có lợi ích gì? Cái thằng cysteine ấy nó sẽ giúp chuyển da sắc tố. Thì khi mà da nám của mình ấy, khi mình da nắng mà da mình tăng sắc tố thì nó sẽ tăng cái thằng sắc tố màu xám.
thì nó thêm một cơ chế nữa để hỗ trợ cái nám của mình nhanh cải thiện hơn. Nó thì thâm mụn cũng dùng được mà sạm ra cũng dùng được. Đây là lộ trình chỉ nám nha, không phải không nói gì thâm mụn cả. Phần thứ ba nhé là trong hàng ngày nhé, buổi trưa ấy thì các bạn nhớ rằng là phải dậm thêm một lớp chống nắng nữa. Thì chống nắng mà mình dùng đây, đây chống nắng mình dùng. Đó thì đây là cái SPF 50 và bôi nó khá là thoáng da và tăng ẩm luôn. Thì khi mình bôi nó cũng không bị bít da lắm. Thì đây là một cái mà siêu cũng đánh giá rất cao. Nha, 70ml dùng đủ 2 tháng. Rồi, buổi tối mình làm như sau. Bước 1 này là tẩy trang. Nhá, bước 1 tẩy trang. Bước số 2 là sữa rửa mặt. Rõ ràng rồi. Bước số 3 là B5. Nhá, bước số 3 là B5. Bước số 4 là mình dùng Apotin. Thì đây là cái C Apotin nên là nó có thêm cái hiệu quả là chống oxy hóa luôn. Thì bạn nào mà dùng cái C Apotin thì không cần dùng thêm C nữa nhé, C Apotin. Và cuối cùng, bước số 4 là mình dùng cái Retinol. Đó, thì đây là cái Retinol mà siêu đang thấy là có thể dùng cho da dùng được. Retinol. Thì đây là cái Retinol dung tích là 30ml, dùng nó cũng khá lâu hết đấy. Và sau đó này, nếu như da ai không quá khô thì mình có thể bỏ qua dưỡng ẩm, còn da ai khô quá thì thêm dưỡng ẩm. Vì bản chất là cái Retinol này nó cũng có dưỡng ẩm luôn, nên là thực tế là nó mình không cần dùng thêm dưỡng ẩm đâu. Còn nếu như mà cần thiết quá thì thêm một ít dưỡng ẩm nữa cũng ok. Đó thì mình xong một buổi tối. Và cái lộ trình này như này, nếu như dùng mà ai bị khô da quá, da có thể bị đỏ thì mình có thể làm gì? Mình sẽ giảm bớt cái tuần suất xuống, thay vì cái Apotin mình bôi là hàng ngày, các bạn giảm xuống chỗ xíu là 24/6, tuần 3 buổi là được. Còn ngoài ra nữa thì có thể dùng thêm mặt nạ. Mình có thể dùng thêm các loại mặt nạ mình đắp kèm thì nó sẽ giảm cái cảm hơn. Đó thì nhắc lại nhé, buổi tối này là tẩy trang, sữa rửa mặt, B5, Apotin, Retinol. Đấy, combo 3 này là xong, buổi tối là xong. Nếu da mà ai đỏ quá, kích ứng quá thì mình sẽ giảm bớt tần suất cái Apotin xuống là 24/6 thôi. Còn ông này dùng liên tục được. Có thể bỏ qua dưỡng ẩm luôn vì là thực tế là cái thằng này có dưỡng ẩm rồi. Nó có cả bakuchiol, có cả cái tinh chất của rễ cam thảo để giảm viêm, licorice root extract, rồi DRE 0.5 thì nó cũng khá là êm dịu, không bị mạnh quá, mình dùng mình còn làm quen được. Đấy, rồi nó còn có thêm nữa là cái jojoba oil, thì cái này là nó có dưỡng ẩm dạng khóa nhưng mà nó không bít. Đấy thì jojoba oil là có tinh chất của nó như thế. Đó, đây là combo buổi tối. Rồi và buổi tối mà bạn nào quên chưa uống thì vừa uống một xíu là hai viên đỏ là xong. Đấy, thế đây là cái routine chị nám. Bạn nào cần hỗ trợ và muốn đặt cái routine này thì comment chữ TV và nhớ rằng là chụp ảnh trước để mà siêu xem có hợp không. Không tự ý mua, phải xem có hợp không đã thì mới dùng nhá. Thì cái lộ trình này nó cũng khá là êm dịu, nó không bị là quá mạnh lắm, nó rất là êm, dễ sử dụng. Thế bác siêu thấy rằng là có thể giới thiệu các bạn. Thì gần đây bác siêu thấy là có rất nhiều khách còn đang phản hồi là dùng tương đối là cải thiện tốt. Thế hôm nay cũng chia sẻ luôn để các bạn dùng. Thì cái combo này rất là hay. Rồi chọn bộ là như mấy triệu thôi, không đắt đâu. Cái bộ này là dùng được khoảng 2-3 tháng nhé. Cái bộ này dùng rất là lâu hết đấy. Bộ này trung bình là mình lên một cả một bộ, cả uống cả bôi nhé. Thì mình dùng được trong khoảng 2-3 tháng, trung bình là hơn 2 tháng một tí. Có một vài sản phẩm hết trước, còn trung bình là cái treatment là không hết, nó rất là lâu hết. Khoảng 2-3 tháng thì bộ này nó cũng chưa cộng giá đâu, mấy triệu thôi, không đắt lắm. Còn nếu mà tính ra hàng tháng là rẻ, không đắt. Rồi thủy đậu là anh cho em lộ trình nhưng dùng HA nhưng da em yếu cần phục hồi có đổi sang B5 được không? Nếu như em dùng HA rồi thì thôi không cần đâu. Nếu như mà anh đã thấy là không cần thiết B5 thì thôi dùng HA, nó tiết kiệm hơn, đúng không? Anh sẽ chọn cái giải pháp mà nó hợp với da của em mà nó tiết kiệm tối ưu. Chứ còn nếu như mà da quá nhạy cảm thì anh phải dùng B5. B5 nó dịu hơn nhiều lắm, rất là êm. Vì trong B5 nó có cả allantoin nữa, rất là dịu. Ok nhá. Đấy thì lộ trình này hợp với ai này? Phần lớn lộ trình này sẽ hợp với những bạn thứ nhất là mới trị nám, thứ hai là nám lâu năm mà nó mẫn cảm, nó không cải thiện, nó không đỡ, hay là bôi cái gì đó đậm lên. Đấy, đậm lên là không nên dùng, thì mình có thể dùng cái này được. Thứ hai nữa là nó sẽ hợp với những bạn nào mà không biết nhiều kiến thức hay là không muốn tìm hiểu lắm, mất thời gian, thì đây là một lộ trình rất là hợp lý. Và siêu thấy rằng là nó hợp. Thứ ba nữa là da quá nhạy cảm thì mình dùng nó sẽ êm hơn. Phần lớn cái lộ trình này rất êm nhất, rất là êm. Tuy nhiên thì không phải ai bôi cũng là an toàn hết, nó sẽ có người kích ứng người không, nhưng mà tỷ lệ kích ứng là thấp. Bác Xíu cho rằng nó không khá quá. Cảm ơn các bạn đã xem đến phút này của video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh, subscribe vào kênh Bác Xíu để đón xem các video mới nhất.